Dầu Bố Thành Loan xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 2018. Dầu Gỗ Thành Loan xin trân trọng giới thiệu quý vị một số vòng gỗ xưa và gỗ chắc, hàng đẹp và hàng thường của Dầu Gỗ Thành Loan. Chúng tôi vừa hoàn thiện xong và quý khách nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp Thành Loan chúng tôi theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888. Và trên màn hình quý vị đang thấy đây, chúng tôi đang để là 6 loại, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 loại. Và chúng ta sẽ cùng với Thành Luân đi vào đường nét chi tiết của từng loại một. Chúng tôi giới thiệu sơ qua, sau đó sẽ đi vào chi tiết. Đầu tiên, trước tiên, đây là vòng bằng gỗ xưa. Đây là loại xưa lông chuột. Xưa này là xưa Quảng Bình, hàng đẹp luôn, hàng thửa luôn. Xưa này nó giá thành nó cũng tương đối là cao hơn so với các cái loại mà lần trước chúng tôi đã giới thiệu. Đây gọi là xưa lông chuột. Đấy, có kích thước là 16 ly, tức là 1/6. Xưa lông chuột 16 ly. Loại này là loại vân đẹp. Ở đây chúng tôi có hai loại lông chuột. Đây cũng là một loại lông chuột đỏ đen. Đây là loại lông chuột đỏ đen. Loại lông chuột đỏ đen này cũng rất chi là đẹp. Quý vị nhớ, hãy nhớ là chúng tôi sẽ giới thiệu. Đây, cái loại này là 1/4. Đây thì tôi quay nó hơi lóa một chút. Loại này là 1/4. Đây là loại xưa lông chuột đỏ đen. Có kích thước là 14 ly. Loại chung là 14 ly. 14 ly. Loại 16 ly loại vân đẹp đây. 16 ly là loại này là loại xưa Quảng Bình, xưa 16 ly, màu đẹp. Còn hàng cao cấp nữa thì chúng tôi không giới thiệu đây. Những khách nào cần hàng cao cấp đỉnh cao nữa thì liên hệ. Và phía này nữa, cái này là xưa, cũng này là xưa, xưa này xưa 10 ly. Xưa 10 ly nó rất nhỏ. Đấy, và vân nó cũng rất đẹp. Xưa này xưa 10 ly. 10 ly này xưa này nó nhỏ thì nó rất chi là phù hợp. Nó cả những tay của người chị em phụ nữ. Xưa 10 ly nó rất phù hợp với tay chị em phụ nữ. Tôi giới thiệu vòng xưa trước. Và phía này cũng là một cái dây này là dây cũng bằng gỗ xưa. Đây, dây này là dây 1 ly. Dây này là dây thường để quấn tay dành cho chị em phụ nữ. Đây, chúng tôi sẽ tạm thời tôi để tay xuống đây và tôi tạm quấn vào tay. Đây, cái dây cuốn tay này nó rất chi là đẹp và rất khỏe khoắn. Và chị em phụ nữ hoặc là các em thanh niên nào thích cuốn cái này cũng rất đẹp. Và xưa này là xưa, vòng này là vòng cuốn tay. Nó có hơn 100 hàng. Rất đẹp. Và cái vòng cuốn tay này nó giá thành nó rất hợp lý. Cái cách có nhu cầu liên hệ. Và sau đó, sau gỗ xưa rồi, tiếp tục là gỗ chắc. Gỗ chắc thì ở đây, cái bọc này luôn là bọc gỗ chắc dây. Đây là lu, đây là hàng lu, gỗ chắc này, chắc này, chắc lu. Nó cũng rất chi là giá trị và rất đẹp. Và vân gỗ thì nó tuyệt vời luôn. Đây là nhìn trong video quý vị nhìn nó như này thôi. Nhưng mà để nhìn ngoài đời thực thì là vân nó rất chi là đẹp. Vân tuyệt đẹp luôn. Đây là lu của chắc dây này. Đây lu chắc dây này. Tôi đeo vào đó, lưu chắc dây rất đẹp, lưu chắc dây đây. Và tiếp theo đây là vừa xong là lưu chắc dây là 20 ly, tức là 2/2, và cái thằng chắc dây này nữa, đây chắc dây 16 ly. Đây, chắc dây 16 ly cũng rất chi là đẹp. Đó, chắc dây 16 ly vân nó tuyệt vời luôn. Đó, cách có nhu cầu cái hàng nào thì hãy liên hệ trực tiếp chúng tôi. Đó, như vậy là chúng tôi đã giới thiệu sơ sơ qua rồi. Còn cái này cũng là chắc dây. Ở đây là loại chắc mắt quỷ. Mắt quỷ sao chúng tôi gọi là mắt quỷ. Mắt quỷ mỗi một USB này chúng tôi là tiện
ra rồi nó có hình mắt quỷ đây. Đây, điển hình như đây là mắt này, có hai mắt này, còn là mắt quỷ. Đây đây, mắt quỷ đây. Đó, có mắt đây. Viên não có mắt quỷ, cái thằng mắt quỷ này thì nó giá thành nó sẽ cao hơn so với cái hàng vân bình thường. Hôm nay là 23 tháng 3 năm 2018. Và điển hình hôm nay chúng tôi giới thiệu đây là cái vòng bằng gỗ sưa, đây là sưa lông chuột hàng Trọn Vân, sưa Quảng Bình. Sưa này là sưa lông chuột, gọi là loại đẹp nhất trong cái ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu. Có nó là 16 ly. Đó, và loại sưa 10 ly. 10 ly đây, rất phù hợp với tay chị em phụ nữ. Và đây sưa lông chuột 14 ly. Đấy, lông chuột đỏ đen 14 ly, loại này cũng rất chi là đẹp. Lông chuột 14 ly. Và Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách và xin chào hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.